Quý vị thân mến, học giả người Mỹ Dinah Carnegie đã từng nói, trong xã hội ngày nay, sự thành công của một người chỉ một phần nhỏ là do tri thức chuyên môn, còn chủ yếu được quyết định bởi nghệ thuật hùng biện. Trong cuộc đời một con người, từ xin việc đến thăng tiến, từ tình yêu đến hôn nhân, từ tiếp thị cho đến đàm phán, từ kỹ năng xã giao đến làm việc, không thể không cần đến kỹ năng và khả năng giao tiếp. Nếu khéo ăn nói, bạn sẽ dễ dàng vượt qua những rắc rối nhỏ và có thể tự bảo vệ mình trong những rắc rối lớn. Còn nếu không khéo ăn khéo nói, rắc rối nhỏ sẽ gây trở ngại và rắc rối lớn sẽ gây thất bại. Giao tiếp là một kỹ năng và cũng là một nghệ thuật. Vậy làm thế nào để nói năng lưu loát? Làm thế nào để lời ăn tiếng nói mang lại những điều tốt đẹp trong những trường hợp khác nhau, với những người khác nhau và những câu chuyện khác nhau? Cuốn sách Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ đưa ra phương pháp và gợi ý cụ thể nhất định sẽ giúp ích cho bạn đấy. Sau đây, Phương Nguyễn xin trân trọng giới thiệu những nội dung chính trong cuốn sách. Mời quý vị cùng lắng nghe. Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ gồm 20 chương với những nội dung chính sau. Phần thứ nhất, dám nói chuyện, nắm kỹ năng giao tiếp. Chương 1, dũng cảm mở lời, dám nói mới biết cách nói. Chương 2, đọc nhiều, đi nhiều, tích lũy kiến thức giao tiếp. Chương 3, bắt bệnh để làm chủ cuộc giao tiếp. Chương 4, nắm vững chừng mực trong giao tiếp. Chương 5, khen nhiều, chê ít, tránh để lời nói làm hại đến thân. Chương 6, thêm gia vị hài hước cho giao tiếp. Phần thứ hai của cuốn sách có tiêu đề Kỹ năng giao tiếp với mỗi hoàn cảnh và đối tượng khác nhau. Chương 7, kỹ năng giao tiếp với mỗi hoàn cảnh và đối tượng khác nhau. Chương 8, cách giao tiếp với lãnh đạo để dành cơ hội phát triển nghề nghiệp. Chương 9, trốn công sở nhiều thị phi, biết cách ăn nói rất quan trọng. Chương 10, khéo ăn nói trong nghệ thuật bán hàng. Chương 11, rèn luyện tài đàm phán, luôn nắm chắc phần thắng. Chương 12, kỹ năng diễn thuyết sinh động. Chương 13, nắm chắc kỹ năng ngôn ngữ giúp bạn hòa nhập buổi tiệc. Chương 14, những lời nói ngọt ngào trong tình yêu. Phần thứ 3 của cuốn sách có tiêu đề Nói năng khéo léo trong những tình huống khó xử. Chương 15, từ chối khéo léo để không làm mất lòng người khác. Chương 16, khéo ăn nói khi nhờ người khác giúp đỡ. Chương 17, nghệ thuật thuyết phục. Chương 18, con người khó tránh việc mắc lỗi, cần thành khẩn xin lỗi. Chương 19, lời nói thật dễ nghe, khéo léo trong phê bình. Chương 20, nghệ thuật an ủi làm ấm lòng người khác. Vâng, thưa quý vị, nắm vững kỹ năng giao tiếp sẽ có được cuộc sống tuyệt vời. Nhà hùng biện nổi tiếng, chuyên gia giáo dục Lý Liên Kiệt đã nói, trong xã hội thông tin hiện đại, sự im lặng không còn là vàng nữa. Nếu không biết cách giao tiếp thì dù là vàng cũng sẽ bị chôn vùi. Trong cuộc đời một con người, từ khi xin việc đến thăng tiến, từ tình yêu đến hôn nhân, từ tiếp thị cho đến đàm phán, từ xã giao đến làm việc, không thể không cần đến kỹ năng và khả năng giao tiếp. Khéo ăn nói thì đi đâu, làm gì cũng gặp thuận lợi. Không khéo ăn nói thì bốn bề đều là trở ngại, khó khăn. Trong thời đại thông tin và liên lạc phát triển nhanh chóng, tin được cập nhật liên tục, các công cụ thông tin và kỹ thuật truyền thông được ứng dụng rộng rãi như ngày nay, thì việc khéo ăn nói đã trở thành cái tài số một của thiên hạ. Trong khoảng thời gian ngắn nhất, nếu ai nêu bật được khả năng, thực lực của mình cho đối phương biết thì đó sẽ là người chiến thắng. Chính vì vậy mà câu nói
khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ rất có ý nghĩa. Vậy như thế nào mới gọi là biết cách ăn nói? Nói năng lưu loát, không ấp úng, có gọi là biết cách nói chuyện không? Nói ngắn gọn, nói ít nhưng ý nghĩa thâm sâu, có được gọi là biết cách nói chuyện không? Hay nhất định phải nói nhiều mới là biết nói chuyện? Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thấy rằng biết cách nói chuyện không nhất định là phải nói nhiều. Quan trọng là phải nói đúng trọng tâm, đúng nội dung. Và điều quan trọng là phải nắm được về phần mình đang nói đến. Chắc chắn rất nhiều người đã gặp phải tình huống như thế này. Có những nhân viên tiếp thị khi gặp khách hàng thì giống như một cái máy, nói không ngừng nghỉ, không để ý tới phản ứng và cảm nhận của khách hàng, không cần biết vị khách hàng đó đang nghe lời giới thiệu sản phẩm hay không. Nếu làm việc như vậy thì người đó nắm chắc phần thất bại rồi. Trong cuộc sống và công việc, chúng ta cũng rất hay gặp phải những hiện tượng như sau. Nhiều người khi nói chuyện với người quen thì nói rất hay, không bị mất bình tĩnh hay ấp úng. Thế nhưng khi gặp người lạ hoặc phải nói chuyện trong một đám đông thì người đó dường như bị mất sự tự chủ với ngôn ngữ của mình, có lúc còn không biết mình đã nói gì nữa. Vậy làm thế nào để cải thiện và tránh gặp phải những tình huống như trên? Làm thế nào để ăn nói khéo léo? Có những phương pháp và quy luật nào được áp dụng khi giao tiếp không? Có nguyên tắc và bí quyết nào để các cuộc nói chuyện được thành công không? Trong những tình huống khác nhau, với những người khác nhau thì phải nói chuyện như thế nào? Và làm sao để trình bày được những điều khó nói? Cuốn sách Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ sẽ giải đáp những câu hỏi đó. Cuốn sách với ngôn từ rõ ràng, gần gũi với cuộc sống sẽ mang đến những kỹ năng và phương pháp giao tiếp thực dụng, chắc chắn sẽ giúp ích cho quý độc giả. Nếu như những quy tắc và phương pháp chỉ giúp một số người nắm và ứng dụng thì giá trị của nó chỉ là có hạn. Những quy tắc và phương pháp cuốn sách đưa ra giúp được nhiều người thì giá trị của nó là vô hạn. Tác giả của cuốn Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ đã dốc hết tâm sức nghiên cứu các kỹ năng giao tiếp. Đây cũng chính là giá trị lớn nhất của cuốn sách. Một cuốn sách hay sẽ tự nói lên được giá trị của nó, và tự bản thân mỗi độc giả sẽ cảm nhận được điều đó. Quý độc giả sẽ tự nhiên yêu thích một cuốn sách có thể chạm đến trái tim và bổ ích cho chính mình. Còn với một số cuốn sách không hay, độc giả không mua và cũng sẽ không để tâm đến. Sự hay dở của một cuốn sách do chính độc giả cảm nhận và xác định. Thị trường sách cũng sẽ có đánh giá. Cuối cùng, nhắc lại về vấn đề giao tiếp, tôi có hai điều muốn nói với độc giả. Thứ nhất là nói chuyện phải chân thành. Chân thành chính là thứ ngôn ngữ hay nhất. Nếu không chân thành thì cho dù nói nhiều đến bao nhiêu, nắm được nhiều kỹ năng và phương pháp giao tiếp đến thế nào, tất cả cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Điều thứ hai là phải lắng nghe bằng trái tim của mình. Chỉ có nghe bằng trái tim thì chúng ta mới biết phải nói gì, nói như thế nào. Những người không biết cách lắng nghe thì không phải là người biết cách nói chuyện. Người biết cách nói chuyện thì chắc chắn là người biết lắng nghe. Chúc quý độc giả nghe audio và xem video vui vẻ, có thể nâng cao được kỹ năng giao tiếp của mình, biết cách nói chuyện khéo léo và luôn có được sự thành công trong cuộc sống. Nếu thấy cuốn sách hay, nếu thấy đoạn giới thiệu hay, xin quý vị hãy like, comment và chia sẻ video quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương tiếp theo.